Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Tuyết Mai, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin chiều nay. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 24 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới. Phát huy truyền thống quê hương của đại danh y Lê Hữu Trác, 15 năm qua, tỉnh Hưng Yên quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương khóa 10, có trên 6,2 triệu lượt người được khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phát triển được 1.500 cây dược liệu, quy hoạch vùng trồng tại 4 huyện, sưu tầm ứng dụng có hiệu quả nhiều bài thuốc của đại danh y Lê Hữu Trác. 26 bài thuốc gia truyền có giá trị được bàn giao cho Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh. Với quyết tâm lập lại trật tự đô thị, trả lại hành lang cho người đi bộ, sáng nay, thị xã Mỹ Hào đã tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang giao thông trên địa bàn thị xã. Trong buổi sáng nay, thị xã đã huy động lực lượng, vận dụng tháo dỡ hàng chục mái che, mái vẩy, lán tạm, tháo thu giữ hàng trăm biển quảng cáo, yêu cầu các điểm bán hàng tạm trên vỉa hè đường Nguyễn Thiện Thuật, ngã tư chợ Bao Bì và hành lang đường Nguyễn Bình, trả lại hành lang đúng theo quy định. Với những hộ không chấp hành, tổ công tác giải tỏa yêu cầu địa chính phường cung cấp khảo sát cụ thể phần hành lang theo số đo thực tế. Được biết, trong những ngày tới, các địa phương sẽ tiếp tục tiến hành giải tỏa các tuyến đường còn lại. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản tỉnh đã thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản tại một số cơ sở ở huyện Yên Mỹ. Đoàn đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm để hậu kiểm khi cần thiết tại các cơ sở. Kết quả kiểm tra có 3 cơ sở xử phạt vì vi phạm các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ thực phẩm Tâm An có địa chỉ tại xã Hoàn Long, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quốc Thắng, xã Đồng Than và doanh nghiệp tư nhân Tiến Vinh. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính ở 3 cơ sở là 24 triệu đồng. Trong suốt nhiều ngày liên tiếp, cửa hàng kinh doanh quần áo ở số 87 đường Nguyễn Trãi, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên liên tục bị một nhóm đối tượng dùng chất bẩn ném gây tâm lý hoang mang, lo lắng và ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình. Theo phản ánh của chủ cửa hàng, vào rạng sáng ngày 23 tháng 4, có hai đối tượng bịt khẩu trang, đi xe máy, không có biển kiểm soát, đã hắt sơn vào cửa hàng kinh doanh của anh thuê tại số nhà 87 đường Nguyễn Trãi rồi bỏ chạy. Vụ việc đã được camera tại cửa hàng ghi lại toàn bộ. Việc các đối tượng thực hiện hành vi ném chất bẩn vào cửa hàng kinh doanh đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh và gây tâm lý hoang mang lo lắng. Nguyên nhân được cho là mẹ đẻ của chủ cửa hàng có liên quan đến việc buôn bán bất động sản chung với một số người trong quá trình kinh doanh có nợ vốn. Trong 2 ngày nghỉ dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, người dân du khách trong nước và quốc tế sẽ được vào tham quan trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 và đang nhận được nhiều sự quan tâm. Trụ sở là một công trình tiêu biểu về phong cách kiến trúc, nghệ thuật, trang trí vào đầu thế kỷ 20, với thiết kế mặt ngoài công trình kết hợp nhiều phong cách kiến trúc châu Âu. Bên trong tòa nhà được trang trí đa dạng và cầu kỳ bởi sự kết hợp giữa kiến trúc điêu khắc và hội họa. Hầu hết các tường và trần được trang trí với những bó hoa hay vòng hoa, lá cọ, cảnh nguyệt quế, duy băng. Viên trần nhà được trang trí hoa văn kỳ hạ, phù điêu hoa lá, hồi văn dây lá. Qua hơn 114 năm tồn tại, tòa nhà vẫn được bảo tồn nguyên nét ban đầu, bên trong có cải tạo thay đổi nhỏ. Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, việc nhận một cuộc gọi từ những số điện thoại thông thường sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, trừ trường hợp người nghe làm theo hướng dẫn. Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia cho biết, trên mạng xã hội gần đây, chia sẻ thông tin người dùng chỉ mở máy nghe một cuộc gọi từ số máy lạ là mất tiền và mất dữ liệu cá nhân. Trung tâm khẳng định điều này hoàn toàn sai sự thật. Theo phản ánh thì số gọi tới chỉ là những số điện thoại thông thường. Việc nhận cuộc gọi sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Trong trường hợp nếu người nghe gọi lại hoặc thao tác theo hướng dẫn bấm phím số 1, 2, có thể sẽ bị trừ cước viễn thông.
Một công nhân quê ở Nam Định bị xử phạt 65 triệu đồng, nộp một khoản tiền hơn 1,4 tỷ đồng, tương đương giá trị chiếc xe cẩu vì gây sự cố cho tuyến đường dây trạm 110 kV Cầu Diễn đến trạm 110 kV Bắc An Khánh. Theo đó, trong tháng 4 năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký hai quyết định xử phạt hành chính đối với các hành vi điều khiển dụng cụ phương tiện vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp. Cụ thể, vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 19 tháng 4, trên địa bàn phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, một công nhân điều khiển xe cẩu trong quá trình cẩu cục bê tông đối trọng tại bãi tập kết vật liệu nằm trong hành lang lưới điện cao áp đã để dây đầu cẩu vi phạm khoảng cách an toàn gây sự cố cho tuyến đường dây trạm 110 kV Cầu Diễn đến trạm 110 kV Bắc An Khánh. Với hình thức vi phạm này, chủ phương tiện bị xử phạt 65 triệu đồng và hình phạt bổ sung nộp một khoản tiền tương đương giá trị phương tiện hơn 1,4 tỷ đồng. 5 giờ sáng nay, một tiếng nổ lớn đã xảy ra tại khu nhà liền kề trong khu đô thị IEC Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tiếng nổ làm rung chuyển các căn hộ xung quanh và cả khu chung cư gần đó. Sự cố xảy ra ở tầng 1 của căn nhà liền kề đang được người dân sử dụng kinh doanh hàng ăn. Hàng loạt kính cửa, những nhà xung quanh bị vỡ vụn bắn ra đường, một số phương tiện như xe máy bị hư hại nặng. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường. Thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tứ Hiệp, Thanh Trì bước đầu xác định chưa có ai bị thương vong. Vụ nổ xảy ra khi căn hộ không có người trong nhà. Dư chấn vụ nổ làm nhiều nhà xung quanh bị ảnh hưởng. Bước đầu xác định vụ nổ có thể do khí ga. Thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông trong quý 1/2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện trên 400 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy. Riêng tại Nghệ An đã phát hiện 63 trường hợp. Trong quá trình thực hiện về tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, có những ngày tổ công tác của Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 2 đến 3 lái xe sử dụng ma túy. Trong quý 1 năm 2023, thông qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện trên 400 lái xe dương tính với chất ma túy, trong đó Nghệ An phát hiện 63 trường hợp, so với 3 tháng liền kề tăng 12 trường hợp, xếp vị trí thứ 2 sau Bình Dương 99 trường hợp. Chuyển sang phần tin quốc tế. Cơ quan môi trường của Liên minh châu Âu EEA cho biết ô nhiễm không chỉ gây ra hơn 1.200 ca tử vong mỗi năm ở người dưới 18 tuổi trên toàn châu Âu, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Thông qua một nghiên cứu tại hơn 30 quốc gia, trong đó có 27 nước thành viên Liên minh châu Âu, EEA đã nêu rõ, bất chấp những tiến bộ gần đây, mức độ các chất gây ô nhiễm không khí phổ biến tại nhiều quốc gia châu Âu vẫn cao hơn khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đặc biệt là tại khu vực Trung, Đông Âu và Italy. Báo cáo nhấn mạnh, ô nhiễm không khí gây ra hơn 1.200 ca tử vong sớm mỗi năm ở những người dưới 18 tuổi ở châu Âu và làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh sau này trong cuộc đời. Đây là nghiên cứu đầu tiên tập trung đặc biệt vào trẻ em. Các nhà hoạt động khí hậu vừa qua đã thu thập 650.000 đầu mẩu thuốc lá và chất thành đống ở trung tâm thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha để kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức về tác hại của loại rác thải nguy hiểm này. Các nhà hoạt động khí hậu đã thu thập số đầu mẩu thuốc lá để đổ đầy 40 xô nhựa, sau đó chất thành đống ở giữa trung tâm thủ đô Lisbon. Andreas Snow, một thành viên trong nhóm, đeo một mặt nạ và nhảy vào giữa đống rác thải này để bảo vệ mình khỏi chất độc trong đống rác không thể phân hủy sinh học. Tôi phải đeo mặt nạ vì mùi hôi của chúng, và nếu tiếp xúc lâu, tôi còn cảm thấy chóng mặt và đau đầu. Mùi rất khó chịu dù chỉ là ngửi những đầu mẩu thuốc lá này. Chúng rất độc hại và phải được coi là một loại rác thải độc hại. Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng đến thăm Below Farm, một trang trại nấm đặc sản được trồng ngay giữa sa mạc khắc nghiệt tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là trang trại nấm nằm ẩn mình bên trong khu vực Aiban của Abu Dhabi. Below Farm bao gồm nhiều khu vực riêng biệt nhằm giúp các nhân viên trồng trọt dễ dàng kiểm soát các yếu tố môi trường thích hợp cho nấm phát triển. Mỗi năm trang trại đưa ra thị trường khoảng 120 tấn nấm đặc sản như nấm hương, nấm hầu thủ, nấm bẩm sư tử. Nấm có giá trị dinh dưỡng cao, không cần tưới nước nhưng cần môi trường có độ ẩm cao. Trung bình 1kg nấm cần sử dụng khoảng 20 lít nước, trong khi để sản xuất được 1kg lúa mì sẽ cần tới 1.500 lít nước. Do vậy, trang trại nấm rất phù hợp tại các khu vực sa mạc khô cằn. Vào ngày 26 tháng 4 tới đây, trang trại bảo tồn tê giác lớn nhất thế giới nằm ở Nam Phi sẽ được bán đấu giá.
Đây là trang trại được bảo vệ nghiêm ngặt tại tỉnh Tây Bắc, nơi có khoảng 2.000 con tê giác trắng phương Nam. Loài tê giác đã bị săn bắt đến mức gần như tuyệt chủng vào cuối thế kỷ 19, nhưng dần phục hồi nhờ nỗ lực nhân giống và bảo vệ trong nhiều thập kỷ. Theo thông báo của trang trại, phiên đấu giá trực tuyến sẽ bán toàn bộ tài sản trong dự án nhân giống và bảo tồn tê giác trắng thuộc sở hữu tư nhân của Nam Phi, là dự án lớn nhất trên thế giới thuộc loại này. Dự án đã được triển khai từ năm 2009 và hiện đang bảo vệ cho gần 2.000 con tê giác trắng phương Nam tại một thảo nguyên rộng 8.500 ha ở Nam Phi. Thông báo nhấn mạnh, với 200 con tê giác được sinh ra mỗi năm, dự án sẽ góp phần làm tăng quần thể tê giác đang có xu hướng suy giảm tại châu Phi. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.